người ngẫu nhiên. Trong tình huống nào họ muốn độn thổ hết? Theo em thì là em thấy là mặc áo ngược. Mặc áo ngược. Theo em thì là rớt tóc giả. Rớt tóc giả. Có rớt tóc giả bao giờ? Thì em nghĩ là có những người người ta sẽ make up và chỉnh trang đầu tóc và rớt ra nó sẽ buồn xù. Không biết ngày hôm nay thì khách mời của chúng ta là ai? Dạ kính thưa quý vị khán giả, thưa chị, em mới nghĩ một cái tên thôi nè. Em cũng chưa gặp một người ca sĩ nào mà nói nhiều như thế này. À, ca sĩ mà nói nhiều thì... Dạ vâng. Với những từ khóa đó chị cũng đoán được là ai. Là ai hả chị? À, chị nghĩ chắc là anh trai của chị. Chị là Lâm Vĩ Dạ, anh Lâm Hùng đúng không em? Dạ vâng ạ. Đội chơi đầu tiên anh Lâm Hùng, Khánh Ngọc và Quỳnh Trang ạ. Xin mời ạ. Đó, hết nhắc là xuất hiện. Nhân trai làng anh công tử hào hoa. Và đội chơi thứ hai đó là You Know Big Boy, Yến Nhi và Quỳnh Thi. Xin chào mừng hai đội chơi ngày hôm nay đã đến với chương trình 100%. Anh đi với chị nhà anh nghiêm chỉnh giùm em cái. Anh lúc nào cũng nghiêm chỉnh vậy. Chị ơi, ở nhà chị có nói nhiều không? Dạ anh thì dành nói hết. Em nhìn anh quá hiền mà Khoa. Anh quá hiền luôn á. Anh hiền lắm. Hôm nay em cũng rất là vui khi mà có mặt trong chương trình và cùng với đội chơi tên của em là Mỏng Manh thì cũng rất là thích hợp luôn. Rồi bên này là Mỏng Manh, bên này mình dày cui hay sao? Dày cui. Em nghĩ là cái tên này em nó hợp với tụi em hơn. Đó là? Dạ là 001. Tại vì tụi em là 00, mình có thể thấy rồi, giờ em là số 1 nên là 001. À, hai số 0, một số 1. Dạ. Cũng hợp lý ha. Dạ. Mà đọc ngược lại là 100 luôn á, là tên của chương trình luôn, 100%. Dạ. Với chương trình 100% thì chúng ta sẽ có hai vòng thi. Mỗi một vòng thi sẽ có những câu trả lời được khảo sát bởi 100 người ngẫu nhiên. Và nếu như kết thúc vòng 2, đội nào có số điểm cao hơn sẽ bước vào vòng đặc biệt. Và bây giờ xin mời hai đội chơi cùng quý vị khán giả hãy đến với vòng 1 của chương trình 100%. Chào mừng tất cả quý vị khán giả cùng quay trở lại với vòng 1 của chương trình 100%. Ở vòng 1 này, chúng ta sẽ có duy nhất một câu hỏi thôi. Sau khi hai MC đọc xong câu hỏi, hô khẩu hiệu hết, hai đội chơi mới được quyền bấm chuông. Đúng. Đúng. Dạ rồi. Nếu như bấm trước khi hô hết là phạm luật, là mất lượt chơi. Sau khi mình bấm chuông giành được quyền trả lời rồi, mình sẽ liên tục liệt kê ra các đáp án chính xác. Cứ trả lời đúng thì mình lại trả lời tiếp. Còn nếu trả lời sai thì lượt chơi thuộc về đội còn lại. Mỗi đội có mấy lượt? Mỗi đội có tối đa 3 lượt trả lời sai cho tới khi hết lượt và hết đáp án. Và cái số phần trăm mà câu trả lời đúng ấy sẽ tương ứng với lại số điểm mà mình đạt được. Hai đội đã hiểu luật chơi chưa? Hiểu rồi. Mời đặt tay vào chuông để đến với câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi ở vòng 1 này sẽ có 7 đáp án. Theo khảo sát 100 người ngẫu nhiên, trong tình huống nào họ muốn độn thổ hết? Mời đội Mỏng Manh. Dạ quên kéo khóa quần. Quên kéo khóa quần cũng hợp lý. Quên kéo khóa quần. Đi ăn không mang theo tiền. Giờ thì đội Mỏng Manh mình chốt ra bán nào ạ? Quên kéo khóa quần đi cũng độn thổ đó. Ba cũng độn mấy lần rồi. Vậy quên kéo khóa quần ha. Dạ là đội Mỏng Manh chốt ra bán là quên kéo khóa quần. Xin mời đáp án của chương trình ạ. Có không ạ? Wow. Yeah. Là đáp án đầu tiên luôn đấy, phần trăm cao nhất luôn á. Vậy hả? Rồi mình đã trả lời đúng đáp án rồi, bây giờ mình lại trả lời tiếp đáp án tiếp theo ạ. Quên đem tiền á. Cái quên đem tiền á. Quên đem tiền khi đi ăn ha. Đi ăn quên đi đem ăn, tiền. Quên mang tiền. Ừ. Mình chốt đáp án là Đi ăn quên mang tiền. Đi ăn quên mang tiền. Xin mời đáp án khảo sát của chương trình. Cơ hội đã đến với đội của chúng ta. Theo em thì là em thấy là mặc áo ngược. Mặc áo ngược.
Theo em thì là rớt tóc giả. Rớt tóc giả? Có rớt tóc giả bao giờ? Thì em nghĩ là có những người ta sẽ make up và chỉnh trang đầu tóc và rớt ra nó sẽ buồn xù. Chốt cái là mặc đồ ngược đi. Mặc đồ ngược. Mặc đồ ngược đi. Chốt là áo ngược. Mặc đồ ngược. Mặc đồ ngược. Có mà. Ô. Trái trái. Hay hay. Tiếp theo. Dạ. Dạ rớt tóc giả. Cái đó thấy nguy hiểm nha, thấy không được đâu, không được đâu. Xác suất đúng đó ít phải không? Giống như là kiểu như là em tưởng anh là ai đó khác, sao em lại em hello anh xong rồi không phải là nhận nhầm người quen. Chốt chưa? Dạ rồi. Dạ rồi. Vậy đáp án sẽ là nhận nhầm người quen. Có lý. 14 người. Mấy em thật là thông minh. Rồi còn gì nữa? Suy nghĩ coi. Độn thổ, rớt tóc giả đi. Vẫn thích cái tóc giả mặc dù là đang rất nhiều tóc nha. Em thấy tóc giả đúng không? You know, tâm đắc với cái đó lắm. Dạ. Cái mà dính răng. Trước câu đó là dính răng. Đồ ăn dính răng. Dạ. Rồi đáp án sẽ là đồ ăn dính răng. Đồ ăn dính trên răng. Số 6. Ồ, số 5. Hay quá vậy ta. Có 8 người. Hay quá vậy ta. Tiếp theo. Dạ còn gì nữa ta? Mình phải tới đó nè. Mình phải tới cái đó nè. Tóc giả đi, nãy giờ khoái. Tóc giả khoái lắm. Rồi ok, chịu em luôn á. Okay. Dạ, rớt tóc giả. Đáp án sẽ là Rớt tóc giả. Rớt tóc giả. Rồi. Bây giờ cơ hội tới với đội của mình rồi ạ. Vấp té. Té chú đám đồng. Vấp té. Luôn. Vấp té chú đám đồng. Rồi chốt. Vậy là mình chốt đáp án là vấp té trước đám đông. Xin mời đáp án của chương trình. Tụi em biết câu số 3 là gì đó nha anh Hùng. Anh trả lời câu số 6 là xong với tụi em đó. Mùi cơ thể thì sao ta? Xì hơi. Xì hơi đi. Chắc chưa? Rồi. Dạ. Yeah. Xin mời đáp án khảo sát của chương trình. Giày dép thì cũng không vấn đề lắm. Ờ, cũng gãy được gút. Mà, đôi khi đứt dép hay đứt gì đó. Đứt dép, gãy, yeah. Gãy guốc đứt đó. Đứt dép hay là cái gì cũng được. Yeah. À, hở cái miếng lót của đôi giày ra nè. Không nghĩ tới luôn á. Đứt dép à. Dạ, tụi em sẽ chốt là đứt giày dép. Nơi công cộng. Nơi công cộng. Có không à? Wow. Rơi đế. Thấy chưa? Chính xác là rơi đế, giày rơi đế. Nó đói bụng á, nó đói bụng, nó há mỏ. Rồi, một câu cuối cùng. Chốt gặp. Người yêu cũ trong tình trạng xấu xí. Gặp người yêu cũ trong tình trạng. Gặp người quen thôi cũng được. Dạ. Gặp người quen. Có không ạ? Không có. Cơ hội cuối cùng tới với đội của mình tại còn một đáp án thôi. Thì dạ. Có một cái mà không biết là mọi người khảo sát có trả lời hay không, nhưng mà khi tỏ tình mà không được đồng ý ấy, là lúc đấy là đúng là độn thổ thật sự ấy. Không mà cái bị từ chối nó hợp lý nha. Dạ em cũng thấy cái đó hợp lý. Rồi. Vậy giờ quyết định là bị từ chối. Là mình chốt chưa? Rồi. Chốt đi ạ. Đáp án là Tỏ tình bị từ chối. Tỏ tình bị từ chối có phải là đáp án cuối cùng hay không? Xin mời. Cơ hội cuối cùng. Hồi nãy người phụ nữ duy nhất ở trong nhóm của em đưa ra một ý kiến em thấy khá là hợp lý. Đó là nhắn tin cho người yêu cũ lúc say. Quậy lúc say ta. Hay là mình dùng từ quậy đi. Quậy hả? Tôi có, tôi say. Chốt đi, mình chốt là chốt luôn. Quậy lúc say. Quậy lúc say xịn. Hết 3 lượt trả lời. Chúng ta sẽ mở ra đáp án cuối cùng nha. Số 6 ạ. Há miệng. Há miệng. Kết thúc vòng 1 thì số điểm của hai đội như sau. Đội Mỏng Manh là 31 điểm ạ. Yeah. Và đội 001 không hổ danh là một đội khá là nặng ký, các bạn tạm dẫn trước với số điểm 63. Yeah. Và bây giờ chúng ta sẽ còn rất nhiều cơ hội ghi điểm ở vòng 2. Và trước khi đến vòng 2 thì chúng ta sẽ giải lao trong ít phút.